Hướng dẫn cách tạo địa chỉ IP cố định trên máy tính khi chúng ta kết nối mạng LAN. Thông thường thì máy tính chúng ta là nó sẽ ở dạng IP động, và hôm nay nó có thể là 192.168.1.7, ngày mai nó có thể là .8.9.11 hoặc là .13.14.15 hoặc .1.2.3. Tức là cái địa chỉ IP này thì cứ mỗi ngày là nó sẽ nhảy và nó thay đổi một lần, dẫn đến là hôm nay chúng ta đăng nhập vào được, nhưng ngày mai thì chúng ta lại không thể đăng nhập vào được. Thì cách để chúng ta đăng nhập vào thì chúng ta sẽ bằng cách là các bạn sẽ đăng nhập vào địa chỉ IP, các bạn sẽ chọn là Windows R, và các bạn sẽ nút Windows và nút R trên bàn phím, và sau đó các bạn sẽ gõ CMD, và tiếp theo chúng ta sẽ bấm thêm một cái thao tác nữa, đó là chúng ta sẽ gõ cái lệnh là IP confirm. Thì các bạn có thể gõ như sau: và các bạn bấm enter, thì lúc này là chúng ta sẽ có cái thông tin về cái địa chỉ IP chúng ta đang có trên đây. Và sau khi chúng ta đã gõ xong được cái thông tin về địa chỉ IP này rồi thì chúng ta sẽ vào control panel, và tại control panel thì chúng ta sẽ chọn cái phần network and internet, và các bạn sẽ chọn cái phần là end sharding này, và chúng ta sẽ vào chi tiết. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành là gõ cái địa chỉ lại, chúng ta sẽ vào phần là chi tiết, chúng ta phần là connection này, chúng ta sẽ bấm chi tiết. Và nếu mà muốn xem địa chỉ IP thì chúng ta cũng có thể xem nhanh tại đây, và sau đó chúng ta sẽ chụp lại, chúng ta lưu lại trên bản guộc, hoặc chúng ta cũng có thể là lưu ở, tức là có hai cách để chúng ta xem địa chỉ IP máy tính hiện tại. Chúng ta có thể là mở như thế này, hoặc chúng ta có thể là bấm cái nút là CMD bằng Windows R và bấm cái IP confirm thì chúng ta cũng vào được. Và sau khi chúng ta đã xong rồi thì chúng ta muốn cố định lại, chúng ta vào cái property. Và tại property này chúng ta sẽ có một cái mục đây là VC4, tức là IPv4. Thì các bạn bấm vào mục này, các bạn sẽ bấm OK. Tại đây chúng ta bấm property. Và tại property thì chúng ta sẽ bấm cái nút, ví dụ nơi OPTAN trên đây thì là nó auto, đây có cái chữ là auto, là khi chúng ta là cứ hôm nay thì nó ra địa chỉ khác, ngày mai nó địa chỉ khác, hoặc chúng ta cứ mỗi lần tắt máy tính thì nó lại đổi một lần. Thì chúng ta sẽ bấm cái địa chỉ IP là bằng cách cố định như thế này. Thì lúc này là chúng ta không thể tác động ở đây được nữa, nên cái cách mà chúng ta làm chi tiết đây để chúng ta xem thì rất là khó, nên chúng ta chọn cái hình thức là Windows R và chọn cái CMD và cái IP confirm thì nó sẽ dễ cho chúng ta xem hơn. Và lúc này các bạn sẽ gõ lại địa chỉ IP là 192.168.1.7. Tiếp theo các bạn thấy gõ số 7. Và submask thì các bạn thấy địa chỉ trên đây, submask thì 255. Thì tự động nó đã chạy cho các bạn rồi. Và tiếp theo ở phần dưới là default gateway. Default gateway thì các bạn cũng gõ lại địa chỉ là 192.168. Và tiếp theo sẽ là .1 và .1, thì các bạn sẽ gõ lại cái địa chỉ cố định như vậy luôn. Và sau khi các bạn đã xong rồi thì các cái phần khác thì chúng ta đã cố định nên chúng ta không cần thiết, nên ở bước này thì các bạn chỉ cần bấm là OK. Thì như vậy là sau này cái địa chỉ IP các bạn nó sẽ cố định, và các bạn có tắt bật hay như thế nào nữa thì nó cũng đều là cố định và nó không có thay đổi theo cái thời gian. Và sau này cái địa chỉ IP này, địa chỉ này chính là cái địa chỉ cố định mà khi các bạn đăng nhập thì các bạn chỉ cần gõ là Windows R, tức là lúc này các bạn bấm Windows và nút R, và thay vì là các bạn sẽ gõ địa chỉ và 192.168.1.7, và sau này các bạn chỉ cần bấm cái này thì tự động là nó sẽ đưa về cái máy chủ để các bạn có thể làm việc được bình thường khi kết nối mạng LAN. Và các cái máy chạm khi các bạn bật lên thì cái địa chỉ IP này là nó cố định và nó không thay đổi, nên chúng ta có thể đăng nhập và duy trì và không bị là cứ mỗi lần chúng ta lại phải bấm gõ lại địa chỉ IP lại.